Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về quy trình xử lý vòi nước rửa tay chảy nước không thành dòng và không đều. Đầu tiên, ta cho biển năng bảo dưỡng. Để bắt đầu thao tác, ta cần chuẩn bị các dụng cụ sau. Nguyên nhân hiện tượng vòi lavabo chảy nước không đều và không thành dòng. Tiếp theo, ta dùng mỏ lết để tháo đầu vòi ra, kiểm tra. Ta thấy đầu vòi bị thiếu lưới lọc và không có gioăng cao su. Sau khi tháo đầu vòi kiểm tra, ta thấy đầu vòi không có lưới lọc và gioăng cao su là nguyên nhân dẫn đến vòi lavabo bị nước chảy không thành dòng và không đều. Ta tiến hành thay lưới lọc mới và gioăng cao su mới. Tiếp theo, ta tiến hành mở nước để kiểm tra. Ta thấy nước chảy đã đều và thành dòng. Vậy quá trình xử lý đã thành công. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về quy trình xử lý vòi nước rửa tay chảy nước không thành dòng và không đều. Xin chân thành cảm ơn.